5 lý do để bạn chọn nuôi một bé poodle. Thứ nhất, chúng là giống chó khôn thứ hai trên thế giới, rất dễ huấn luyện và dạy gì nghe đó, dạy gì nghe đó. Thứ hai là chúng sống rất tình cảm, cực kỳ quấn chủ và rất là đáng yêu. Điểm đặc biệt thứ ba là chúng không hề rụng lông. Điểm đặc biệt thứ tư là lông của chúng có rất nhiều màu và có thể cắt tỉa lông rất là nhiều kiểu. Và chúng có rất là nhiều size để các bạn lựa chọn từ size nhỏ tới size lớn. Thứ năm là bút đồ có rất nhiều giá, từ giá thấp tới giá cao, và 3 triệu là mấy người có thể mua được bé rồi. Tôi tính bé biết phút mà là bé